Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em bỏ sách và bài tập của môn toán lớp 3, bài 58 luyện tập. Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính nhẩm. phép tính thứ nhất là 8 x 2, tức là số 8 được gấp lên 2 lần. Thì 8 x 2 bằng 8 x 8 và bằng 16. 8 x 2 bằng 16, như vậy 16 chia cho 8 bằng 2. Tiếp theo 8 x 3, tức là số 8 được gấp lên 3 lần. 8 x 3 bằng 24, như vậy 24 chia cho 8 bằng 3. Tiếp tục 8 x 4 bằng 32, như vậy 32 chia cho 8

Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính nhẩm. 32 chia 8 bằng bao nhiêu? Muốn biết 32 chia 8 bằng mấy thì các em phải nhẩm xem 8 nhân với mấy bằng 32. Ở đây 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 32. Như vậy 32 chia 8 bằng 4. Tiếp theo 32 chia 4 bằng mấy? Ở đây 4 x 8 bằng 32 Như vậy 32 chia 4 bằng 8 40 chia 8 bằng mấy Chúng ta có 8 x 5 bằng 40 Như vậy 40 chia 8 bằng 5 Tiếp theo 40 chia 5 bằng mấy Chúng ta biết 5 x 8 bằng 40 Như vậy 40 chia 5 bằng 8 Tiếp theo là 48 chia 8 bằng mấy 8 x 6 bằng 48 như vậy 48 chia 8 bằng 6. 48 chia 6 bằng mấy? 6 x 8 bằng 48. Như vậy 48 chia 6 bằng 8. Tiếp theo 56 chia 8 bằng mấy? 8 x 7 bằng 56. Như vậy 56 chia 8 bằng 7. 56 chia 7 bằng 8. Tiếp tục các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một người có 58 kg gạo. Sau khi bán 18 kg gạo, người đó chia số gạo còn lại vào 8 túi, hỏi mỗi túi đựng mấy kg gạo. Ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Đầu tiên các em phải tính số gạo còn lại sau khi bán 18 kg là bao nhiêu kg? Chúng ta có số kg gạo sau khi bán còn lại là lúc đầu là có 58 kg sau khi bán 18 kg thì các em lấy 58 trừ đi 18 bằng 40 kg số kg gạo sau khi bán còn lại là 40 kg bây giờ người ta chia 40 kg này vào 8 túi và người ta hỏi mỗi túi đựng mấy kg gạo thì như vậy Mỗi túi đựng số kg gạo là Các em lấy 40 kg Các em chia đều cho 8 túi 40 chia 8 8 x 5 bằng 40 Như vậy 40 chia 8 bằng 5 kg Ở đây chúng ta có đáp số Là 5 kg Tiếp tục các em sang bài tập số 4 Tô 1 phần 8 số ô vuông Trong mỗi hình Đầu tiên các em quan sát hình thứ nhất Hình bên có 16 ô vuông, các em đếm hình bên có tất cả là 16 ô vuông. Như vậy, 1 phần 8 của 16 ô vuông, 1 phần 8 số ô vuông của hình bên là, các em lấy 16, các em chia cho 8, thì 1 phần 8 số ô vuông là 2 ô vuông. Do đó các em sẽ tô, tô màu vào 2 ô vuông ở hình bên. Tiếp tục các em sang hình thứ hai. Hình thứ hai có 3 cột. Mỗi cột có 8 ô vuông. Như vậy hình thứ hai có tất cả là 8 gấp lên 3 lần, 8 x 3 bằng 24 ô vuông. Hình bên có 24 ô vuông. Do đó 1/8 số ô vuông của hình bên là các em lấy 24 chia 8 bằng 3 ô vuông. Như vậy các em sẽ tô màu 3 ô vuông ở hình bên. Tiếp theo, các em sang hình thứ 3. Hình thứ 3 có 4 cột, mỗi cột là có 8 ô vuông. Như vậy, số ô vuông của hình bên. Các em sẽ lấy 8 gấp lên 4 lần, 8 nhân 4 bằng 32 ô vuông. Hình bên có 32 ô vuông. Do đó 1/8 số ô vuông ở hình bên là các em lấy 32 chia 8 bằng 4 ô vuông. Như vậy, các em sẽ tô màu 4 ô vuông ở hình bên. Thì bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.